Ăn cháo đi học các con ơi. Trẻ con hay vận động nên rất cần xương chắc khỏe. Tôi chọn cháo Komi cho con mỗi ngày. Xin giới thiệu cháo Komi được bổ sung canxi từ sữa và các dưỡng chất khác. Thật ngon miệng. Thêm chắc xương, cho trẻ cứng cáp hơn. Nhờ cháo Komi mà con tôi thật chắc khỏe. Cháo Komi giúp xương chắc khỏe, giá chỉ 3.000 đồng.